Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí Dân tộc và Miền núi của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Tạp chí kỳ này có những nội dung chính sau. Phần tin. Phóng sự ấn tượng lễ hội văn hóa Rắc Lai năm 2024. Phóng sự Ninh Thuận hướng đến ngày hội văn hóa dân tộc Chăm toàn quốc năm 2024. Bây giờ là nội dung chi tiết. Với cơ chế chính sách của Trung ương, sự đồng hành và hỗ trợ kịp thời của tỉnh, kinh tế tập thể tại Ninh Thuận đã có bước phát triển mới và hoạt động ngày càng hiệu quả. Toàn tỉnh hiện có 126 hợp tác xã với tổng vốn điều lệ trên 252 tỷ đồng, doanh thu bình quân đạt trên 2,35 tỷ đồng trên một hợp tác xã, thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong hợp tác xã đạt 61 triệu đồng trên một người. Nhằm thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển, thời gian tới, tỉnh Ninh Thuận tập trung hỗ trợ chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bảo quản và chế biến nông sản, tăng cường liên kết giữa các hợp tác xã và giữa hợp tác xã với các tổ chức kinh tế khác để huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển, quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong vay vốn, mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời tạo điều kiện để các hợp tác xã tham gia vào việc thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Từ đầu năm 2024 đến nay, tỉnh Ninh Thuận đã giải quyết việc làm mới cho 12.984 người, đạt 81,2% kế hoạch, trong đó đưa 155 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, vượt 3,3% kế hoạch được giao. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả các cơ chế chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong kết nối cung cầu việc làm, thường xuyên tổ chức các hội nghị tư vấn về đào tạo nghề, giải quyết việc làm và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, triển khai đầy đủ các chính sách hỗ trợ đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc đối tượng được thụ hưởng chính sách. Cuộc thi thiết kế sản phẩm gốm Chăm làm quà tặng của tỉnh Ninh Thuận sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Theo thể lệ cuộc thi, các tác phẩm dự thi được hiện thực từ nguồn nguyên vật liệu truyền thống của người Chăm, được chế tác hoàn chỉnh hoặc mô hình mô phỏng tỷ lệ 1:1. Ban tổ chức sẽ đánh giá và cho điểm dựa theo các tiêu chí như tính sáng tạo, tính ứng dụng và tính biểu trưng. Ưu tiên những sản phẩm đạt yêu cầu về thẩm mỹ, sang trọng, có tính ứng dụng, độ bền cao, kích thước phù hợp. Đây cũng là hoạt động nhằm phát huy khả năng sáng tạo nghệ thuật của các nghệ sĩ, nghệ nhân làm gốm Chăm, làm gia tăng giá trị và phong phú bộ nhận diện hình ảnh, thương hiệu của gốm Chăm, góp phần bảo tồn phát huy giá trị nghệ thuật làm gốm của người Chăm. Thưa quý vị và các bạn, đồng bào Rắc Lai sinh sống lâu đời ở vùng đất Nam Trung Bộ với khoảng gần 150.000 người, trong đó tập trung đông nhất là ở hai tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa. Tuy dân số không nhiều, nhưng đồng bào Rắc Lai lại có kho tàng văn hóa vật thể và phi vật thể rất đặc sắc và độc đáo. Mỗi dịp tổ chức lễ hội lại là một lần những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Rắc Lai tiếp tục được bồi đắp, nuôi dưỡng, gìn giữ, phát huy và bảo tồn. Tại huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận, lễ hội văn hóa Rắc Lai năm nay, mặc dù được tổ chức ở quy mô cấp huyện, tuy nhiên lại quy tụ sự tham gia của tất cả các huyện có đồng bào Rắc Lai sinh sống và hai huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Tại đây, rất nhiều nghi lễ, trò chơi, dân gian, di sản mang đậm văn hóa Rắc Lai đã được phô diễn và để lại ấn tượng khó quên đối với cả người dân và du khách gần xa. Lần đầu tiên tại một sân khấu lớn, đồng bào Rắc Lai ở xã Phước Hà, huyện Thuận Nam đã cho khán giả cảm nhận rõ nhất về nghi lễ ăn mừng lúa mới, một nghi lễ truyền thống thường được đồng bào Rắc Lai tổ chức trong không gian gia đình, dòng tộc, thôn, làng sau khi đã thu hoạch xong mùa vụ. Dù được rút gọn, nhưng với sự chuẩn bị công phu bài bản, các nghệ nhân đã lột tả được những nét đặc sắc nhất của lễ ăn mừng lúa mới. Được xem lễ mừng lúa mới và lễ báo hiếu thì em cảm thấy rất là xúc động. Em cảm thấy rất là tự hào về văn hóa của dân tộc mình. Em cảm thấy rất là may mắn khi mình được sinh ra và lớn lên ở Bắc Ái. Và em tự nhủ với bản thân em là em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để có thể mà tiếp nối được các truyền thống đó, để có thể mà truyền cảm hứng, để có thể lan tỏa hơn đối với mọi người và nhất là các bạn trẻ. Tiếp sau phần lễ cầu cúng đến phần hội, tiếng mã la, kèn bầu được tấu lên, rượu cần được rót đầy để người Rắc Lai truyền tay nhau uống cạn.
Theo quan niệm của đồng bào Rackline, lễ ăn mừng đầu lúa mới với tập tục đón rước vàng, đón hồn lúa từ rẫy về nhà và cầu mong hồn lúa phù hộ giúp gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, làm ăn khấm khá, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, bản làng no đủ. Lễ ăn mừng lúa mới của người Rackline nó là rơi vào cái lễ chuyển mùa, tức là chuyển từ mùa khô sang mùa mưa, và khi người ta thu hoạch lúa về thì người ta phải làm cái lễ ăn mừng lúa mới, và đây là cái lễ để người ta cúng thần linh khi mà cho hạt lúa về với cái nhà sàn kho, và trước khi họ dùng sử dụng cái lúa này thì phải có cái lễ cúng, và đây là cái lễ nó thực chất nó là cái lễ chuyển mùa từ mùa khô sang mùa mưa của các dân tộc Đông Nam Á, và cùng một cái thời điểm, cùng trùng thời điểm với Richard Nương Cần cũng như các dân tộc Tây Nguyên. Ăn mừng lúa mới thì là hàng năm là phải tổ chức, tại vì đây là cái lễ để cầu mưa cũng như là cầu những cái thuận mưa thuận gió hòa để người ta làm ra hạt lúa, và đồng thời cũng trả ơn cho vàng các thần linh đã cho hạt lúa đối với lại về với lại cuộc sống của người Rackline. Cùng với nghi lễ ăn mừng lúa mới, lễ báo hiếu cũng được đồng bào Rackline ở xã Phước Thắng, huyện Bắc Ái tái hiện. Đây là nghi lễ thể hiện triết lý nhân sinh sâu sắc của người Rackline, được tổ chức khi con cái đã trưởng thành và lập gia đình để cảm ơn cha mẹ có công sinh thành dưỡng dục. Thì hôm nay thì mình rất là vinh dự, rất là vui khi được tham gia cái lễ hội của người Rackline, mà một lễ hội rất là hoành tráng. Vấn đề ở đây là những tiết mục rất là sôi động, vui, mang âm hưởng của núi rừng, của những người Rackline, rất là người những người rất là dễ thương, mến khách của đây. Thì mình tới đây thì cũng hòa vào nhịp vào không khí của đêm lễ hội Rackline, cũng nghe được cái âm hưởng tiếng còng, tiếng chiêng, những mà nhiều múa, những bài hát. Với người Rackline, lửa là vật thiêng không thể thiếu trong sinh hoạt cũng như trong các nghi thức truyền thống. Bởi vậy, tại lễ hội văn hóa Rackline bao giờ cũng có đêm lửa trại. Đây cũng là hoạt động văn hóa có tính gắn kết cộng đồng. Dưới ánh lửa bập bùng, gương mặt ai cũng rạng ngời, cùng nắm tay nhau nối dài, vòng xoay, hòa mình vào những nhịp điệu chiêng trống rộn ràng, vang vọng giữa núi rừng, góp phần nhân lên niềm tự hào và tình yêu văn hóa dân tộc của đồng bào Rackline. Đối với du khách, được tham gia đêm lửa trại là một trải nghiệm quý giá trong hành trình đến với văn hóa Rackline. Lửa trại là một trong những hoạt động trình diễn nghệ thuật dân gian. Thông qua lửa trại thì những cái làn điệu dân ca dân vũ, và đặc biệt là có những cái hòa tấu hợp xướng các loại nhạc cụ của bà con Rackline, đặc biệt là như là nhạc cụ bồ mã lá, rồi là nhạc cụ khen bầu, là trống, là những cái nhạc cụ mà nó mang tính là phổ biến trong cộng đồng dân cư và hiện nay đang được lan tỏa trong cộng đồng, trong sử dụng trong các ngày lễ ngày hội của bà con Rackline. Và thông qua cái lửa trại đó, hình ảnh đốm lửa đó thì bà con sẽ quy tụ lại, có sự đoàn kết với nhau, có sự giao lưu giao thoa với nhau giữa các cộng đồng thôn này và cộng đồng thậm chí cả ở xã này xã kia và huyện này huyện kia, trở thành một cái nét kết nối giữa các cái đông vùng miền, gắn kết về một giá trị lửa trại. Và thông qua lửa trại thì những cái linh hồn của văn hóa đã lấy được thể hiện thông qua bằng những bộ nhạc cụ hợp xướng hòa tấu nhạc cụ. Ở cấp địa phương, đây là lần thứ hai huyện Bắc Ái tổ chức ngày hội văn hóa Rackline. Cách thức tổ chức, quy mô lễ hội lần sau đã có những thay đổi phong phú hơn, bài bản hơn, đặc sắc hơn, với một chuỗi các hoạt động mang đậm dấu ấn bản sắc truyền thống văn hóa. Lễ hội văn hóa Rackline huyện Bắc Ái năm 2024 đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân và du khách. Ở trên cơ sở cái văn hóa phi vật thể thì huyện cố gắng để mỗi năm có một cái khác biệt hơn, nhưng mà cái mục đích chính đó là gắn tình đoàn kết giữa anh em các dân tộc đang sinh sống ở trong tỉnh cũng như là đang sinh sống ở ngoài tỉnh là đồng bào dân tộc Rackline, nhằm là bảo tồn được cái văn hóa của đồng bào mình, đặc biệt là luôn luôn đoàn kết và gắn chặt với nhau để xây dựng đảng, xây dựng nhà nước và bảo đảm được an ninh trật tự của địa phương. Với thiên nhiên hùng vĩ, nền văn hóa độc đáo, con người thân thiện, giàu lòng mến khách, lễ hội văn hóa Rackline lần thứ hai năm 2024 đã không chỉ phô diễn, giới thiệu, giúp người dân trong và ngoài tỉnh biết và yêu hơn những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Rackline. Thông qua lễ hội cũng khẳng định, những giá trị của văn hóa Rackline không ngừng được bảo tồn, gìn giữ, phát huy và sống mãi với thời gian.
Thưa quý vị và các bạn, sau thành công của lễ hội văn hóa Rắc Lai lần thứ 2 năm 2024, đông đảo người dân và du khách cũng đang háo hức mong chờ ngày hội văn hóa Chăm lần thứ 6 năm 2024 sẽ được diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 9 tại tỉnh Ninh Thuận, với chủ đề bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước. Ngày hội năm nay có sự tham gia của 9 tỉnh, thành phố, có đông đồng bào Chăm sinh sống như Ninh Thuận, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận, An Giang, Tây Ninh, Quảng Nam, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với các địa phương, đồng bào Chăm Ninh Thuận đang hướng về ngày hội với mong muốn quảng bá giới thiệu nét đẹp về văn hóa con người, tiềm năng, lợi thế, sự phát triển của quê hương Ninh Thuận đến với du khách trong và ngoài nước. Các hoạt động chính của Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm lần thứ 6 năm 2024 sẽ được diễn ra tại sân khấu bên cạnh quảng trường 16 tháng 4. Bên cạnh đó, năm nay, Ngày hội còn tổ chức nhiều hoạt động ở khu vực Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Chăm, làng gốm Bầu Trúc, làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp và tại thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước. Với việc UNESCO ghi danh nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, thì việc trình diễn nghệ thuật làm gốm trong những ngày diễn ra Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm là dịp để du khách tiếp cận sản phẩm cũng như trân quý công sức, sự sáng tạo và những giá trị độc đáo của gốm Chăm. Hiện bà con đang tất bật chuẩn bị nhiều sản phẩm để phục vụ du khách. Trong cái dịp mà lễ hội KT đó thì nó trùng lại là tổ chức cái lễ hội văn hóa Chăm tại Ninh Thuận đó, thì chúng tôi ngoài để làm những cái chương trình các cái sản phẩm phong phú thì chúng tôi cũng có những cái sản phẩm để sắp tới cũng tham dự cái chương trình thi các sản phẩm đặc thù tại địa phương đó, thì chúng tôi cũng đã nghiên cứu ra cái sản phẩm mà nó hội đủ tất cả yếu tố về văn hóa, nhất về sản phẩm tâm linh cũng như là các yếu tố về các sản phẩm mà liên quan đến cái văn hóa, giá trị văn hóa của người Chăm. Ngoài làng gốm Bầu Trúc, các nghệ nhân ở làng dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp cũng chuẩn bị các sản phẩm để tham gia trưng bày và tuyển chọn các nghệ nhân tham gia hội thi dệt thổ cẩm Chăm với hy vọng nghề dệt thổ cẩm truyền thống Chăm được nhiều người biết đến. Ngày hội văn hóa tổ chức tại Ninh Thuận thì rất đông khách sẽ đến hợp tác xã làng nghề, thì chúng tôi chuẩn bị một số sản phẩm giá trị văn hóa của dân tộc Chăm để trưng bày quảng bá tại cái nơi tổ chức. Đồng thời chúng tôi thì tập trung tất cả các nghệ nhân để biểu diễn và đón tiếp khách đến tại cái hợp tác xã làng nghề để chúng tôi quảng bá một số cái sản phẩm của dân tộc mình. Trong những ngày diễn ra Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm lần thứ 6 năm 2024, Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận sẽ trưng bày triển lãm phục vụ du khách với các hiện vật liên quan đến lễ hội truyền thống, trang phục, sinh hoạt đời sống của người Chăm. Những bảo vật quốc gia gồm bi Hòa Lai, phù điêu vua Bô Rô Me, bi Phước Thiện và tượng thờ vua Bô Cờ Long Gia Rai. Để chuẩn bị cho công tác trưng bày những cái hiện vật về văn hóa Chăm để phục vụ Ngày hội Văn hóa Chăm toàn quốc lần thứ 6 năm 2024 tại tỉnh Ninh Thuận, chúng tôi tại bảo tàng chúng tôi đang chuẩn bị và đưa những cái hiện vật quý hiếm như hiện vật về dân tộc Chăm, về những trang phục, về những cái đồ sinh hoạt, những cái đồ trang sức, những cái hiện vật mà quý hiếm của người Chăm, và nhất là hiện nay là cái bảo vật quốc gia đã Thủ tướng Chính phủ đã công nhận, chúng tôi chuẩn bị để đưa ra mà phục vụ du khách trong những ngày hội văn hóa Chăm toàn quốc tại tỉnh Ninh Thuận. Điểm nhấn của Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm lần thứ 6 năm 2024 sẽ là chương trình nghệ thuật trong đêm khai mạc với các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa Chăm. Trong dịp này, Ninh Thuận dự kiến đón khoảng 1.200 diễn viên, huấn luyện viên, nghệ nhân, đạo diễn và nghệ sĩ ở các tỉnh về tham gia ngày hội. Các hoạt động tại ngày hội sẽ góp phần tôn vinh, giới thiệu giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm trong cả nước. Thưa quý vị và các bạn, tạp chí Dân tộc và Miền núi hôm nay đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.